Được một lời cảnh cáo rùng rợn do ảnh hưởng của bão mà một đập chứa nước của tỉnh Chiết Giang bị tràn vào năm 2007. Khi tràn đập, cá sinh sống trong con đập đã xuôi theo dòng nước ra ngoài. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người dân ở khu vực lân cận tới vây bắt. Họ đem theo đủ loại công cụ đánh bắt cá khác nhau. Ngoài ra, dân làng còn làm cả những công cụ để có thể đứng ở trên cây cầu bắt cá. Theo một thôn dân cho biết, lúc đó người đến đánh bắt cá không ngớt. Họ từ tứ phía chạy tới. Không chỉ có người đứng chật ních trên cầu, họ còn chạy dọc theo bờ sông để vớt cá. Thôn dân ước đoán, thời điểm đó có khoảng 200 đến 300 người đánh bắt. Hiện trường có chút hỗn loạn. Một số người đã đánh bắt được hơn 100 cân cá. Có một con cá chép nặng tới 180 kg. Rất có thể nó đã sống ở đây trong thời gian rất lâu dài. Trong buổi sáng cùng ngày, sau khi nước lũ tràn đập, con cá khổng lồ đã bị giết thịt để ăn. Nhưng tại xế chiều, dân làng vẫn rất vui vẻ tiếp tục đánh bắt cá. Đến khoảng 7 giờ tối, các thôn dân mới dừng cuộc đánh bắt và dần dần ra về. Khi họ đang vui mừng giết cá thì có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra mà họ không hay biết. Các con đường bên ngoài làng vì lũ quét mà sạt lở và lún. Gần 1.000 mét khối đất đá đã phá hủy các tuyến đường và đem 12 thôn làng cách ly với sự viện trợ ở bên ngoài. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Điều kinh dị nhất là, khi phát hiện ra đập bị lún sụt, các thôn dân mới bàng hoàng khiếp sợ. Đoạn đường bị sạt lở mạnh cho thấy rõ hình con cá bị cây gậy xiên ngang miệng. Đây có phải là báo ứng mà cá tinh giáng xuống? Hay là một lời cảnh cáo của thần linh, hứa hẹn một sự tai họa khủng khiếp trong tương lai? Dù thế nào thì sự việc này cũng đã khiến mọi người khiếp hãi. San San. Ha ha ha,